Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 149. Hallelujah. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi vua mình. Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah. Chương 5. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giuđa, tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và 4 con sanh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, 4 con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem, nghe 4 bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng: chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi 4 con sanh vật đều nói: Amen. Và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lại. Chương 3. Sau các việc ấy, vua Asuero thăng chức cho Haman, con trai của Hammedatha người Agag, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua. Hết thảy thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lại Haman, vì về phần người, vua đã truyền bảo như vậy. Nhưng Mardochê không cúi xuống cũng không lại người. Các thần bộc ở nơi cửa vua bèn nói với Mardochê rằng: cớ sao ông phạm mạng vua? Sải vì chúng nói với người ngày này qua ngày kia mà người chẳng khứng nghe đến, thì chúng cáo cho Haman hay, đặng thử xem sự tình của Mardochê có thắng chăng, vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Giuđa. Khi Haman thấy Mardochê không cúi xuống và không lại mình, bèn nổi giận dữ. Người ta đã học cho Haman biết Mardochê là người Giuđa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mardochê là một sự nhỏ mọn.
người bằng tìm mưu giết hết thảy dân Giu-đa là tông tộc của Mạc-đô-chê ở trong toàn nước Asheru. Tháng Giêng là tháng Ni-san, năm thứ 12 đời vua Asheru, người ta bỏ Phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm, mỗi ngày, mỗi tháng tại trước mặt Ha-man, cho đến tháng 12 là tháng A-đa. Ha-man tâu với vua Asheru rằng, có một dân tộc tản mạn tải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác, lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua, dung chúng nó chẳng tiện cho vua. Nếu điều đó vừa ý vua, khá dáng chiếu chỉ truyền tuyệt diệt chúng nó đi, rồi tôi sẽ cân 10.000 ta lân bạc phó vào tay những quan đốc tư để đem vào kho vua. Vua bèn cởi chiếc nhẫn khỏi tay mình trao cho Ha-man, con trai Hammedatha người A-gát, kẻ cừu địch dân Giu-đa. Vua nói với Ha-man rằng, bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ý ngươi. Tháng Giêng, ngày 13, thì đòi những thầy thơ ký của vua đến. Rồi tùy theo mọi điều Ha-man truyền dặn, người ta nhân danh Asheru viết chiếu cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai quản mỗi tỉnh và cho trưởng tộc của mỗi dân tộc. Tỉnh nào dùng chữ nấy, dân tộc nào theo thổ âm nấy. Đoạn họ lấy chiếc nhẫn của vua mà đóng ấn. Rồi họ gửi các thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng giải biểu rằng, nhằm ngày 13 tháng 12, tức là tháng A-đa, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giu-đa trong một ngày đó, vô luận người già, kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bản sao luật đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho chúng đều sẵn sàng về ngày đó. Các lính trạm vâng lệnh vua vội vàng đi ra. Chiếu chỉ này cũng truyền ra tại Kinh-đô Su-sơ. Đoạn vua và Ha-man ngồi lại uống rượu, còn thành Su-sơ đều hoảng kinh. Chương 4. Vả khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. Người cũng đi đến tận trước cửa vua, vì ai mặc cái bao bị cấm không cho vào cửa của vua. Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lệnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa bèn có sự thảm sầu, kiêng cử ăn, khóc lóc và kêu vang. Lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình. Các nàng hầu bà Esete và những hoạn quan bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà. Hoàng hậu bèn buồn rầu lắm, gửi quần áo cho Mạc-đô-chê mặc để lột bao khỏi mình người, nhưng người không khứng nhận. Bây giờ bà Esete gọi Ha Thác, một hoạn quan của vua mà vua đã đặt hầu trực bà, rồi biểu người đi đến Mạc-đô-chê hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Ha Thác bèn đi ra đến Mạc-đô-chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua. Mạc-đô-chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình và số bạc Ha-man đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân Giu-đa. Người cũng đưa cho hoạn quan một bản sao luật chiếu chỉ đã truyền ra tại Su-sơ đặng tuyệt diệt dân Giu-đa, để hoạn quan chỉ cho bà Esete xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua. Trước mặt vua, nài xin ơn vua và cầu khẩn dùm cho dân tộc mình. Ha Thác bèn trở về thuật lại cho bà Esete mọi lời của Mạc-đô-chê. Bây giờ bà Esete nói với Ha Thác và sai người nói lại với Mạc-đô-chê rằng, các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng, hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện mà không được lệnh vời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việc vàng ra thì mới sống. Nhưng đã 30 ngày dài tôi không được vời vào cung vua. Người ta thuật lại cho Mạc-đô-chê các lời của bà Esete. Mạc-đô-chê biểu đáp lại cùng bà Esete rằng, chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây,
dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song, nào ai biết rằng chẳng phải vì có cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Bà Esete bèn biểu đáp lại cùng mặt Đô-chê rằng: Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiên cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiên cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Mạc Đô Chê bèn đi và làm theo mọi điều bà Esate đã dặn biểu mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.